Rồi, xin chào tất cả các bạn. Nay là mình đi đóng cây đây, đi giao cho khách đây các bạn. Cây này là mình tự đóng luôn á. Tự đóng chắc chắn. Gửi xe. Cây mai hình thú đây các bạn. Này, đây, 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 đây. Cây nó khủng á. Tới dạt dạt mấy cái cành này lên thử bảo. Nâng cành lên đây. Sao bộ đó thôi. Mà dữ quá hả? Dạ chắc chúa luôn hả? Cái này hành là 40 các bạn. Hành này là hành gốc á. Đỡ hình thú có chân có cánh đầy đủ luôn. Nằm trong chậu men cổ. Giả cổ. Đây là vận chuyển xe nha các bạn. Chuyển xe đóng rất là chắc chắn. Đây là con mình có làm cái tay mè thiên nè. Đó quý liên lái mà hại sậy. Lát xuống nha. Đậu mẹ. Bữa phôi tay chút xíu rồi mình đóng hại sậy. Thảo, má anh em khiêng lên xe giùm cái. Khiêng, anh em thành khiêng cho bốn thành sao khiêng nấu không? Đây nặng lắm. Dán kia rồi, điếu ai ngồi. Đồ giờ lấy cái bấm vô trong cái cành lé đây. Trời chứ ai, lấy vô lấy cái. Đó vô trong bị tao bấm vô lé này. Lấy cái dao đồng trả vô kia nè. Cảm ơn. Chuyện này vô có vừa xong không? Ghi lại cái kia bạn. Đây bỏ chết tập. Tao bỏ sao đụng lên chi mày không có mày thấy gì cái này không? Tao điều cái liền nó là nem sợi. Đâu đây. Nó cần nó hai thằng ngầu lên nó diện hai gấp không? Bà xác đó kéo lên cho tên nó khỏi dòng xe chứ. Không sao. Máy cũ. Hai chủ liền. Hôm nay thử ba bạn. Thầu ôm tay tiếc gì nữa và một bé ba cũng tiếc lắm chứ giờ à đây tiếp chung vậy nó xuống chứ có người khiêng cho lo gì mà bè người đây bè thành kiếm người thành kiếm mượn thành đâu chi nữa mượn nó chứ